1500. Máy Takeo 1500 sử dụng động cơ 2.2 kW 100% di động, đổi 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Máy có thể băm được rất là nhiều nguyên liệu như là chuối, rau, bèo, cây ngô, khoai sắn hoặc là cỏ voi. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc máy Takeo TK1500, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.